website của dùng Doreen. Cái này là từ hướng Diamond Creek đi lên, hoặc là bên trên Ivanhoe đi lên rồi tới Diamond Creek, rồi tới West Sarnia, rồi đi vòng vòng lên một hồi là tới cái vùng Doreen này. Ở ngoài này á, cái cảnh nó là giống như cảnh ở ngoài farm, nhìn nó cái cảnh thiên nhiên nó đẹp, đường nó thoải mái, view nha. Anthony quay để chia sẻ đến quý vị cái view này rất là đã. Lâu lâu những ngày cuối tuần đồ đi ra con chi sai ngắm cảnh, chạy xe thư giãn. Có những cánh đồng bên này có những đàn bò, rồi trên kia có những người ta nuôi farm gọi là homestead farm, nó có nuôi mấy con ngựa ở đó. Đây cái đường này nó cong cong lên đồi núi đó, nó nhìn nó đẹp. Xin chào quý vị và các bạn nơi đây nha.